Xin chào anh em. Ngày hôm nay Tiến Dũng test bộ Builder 99A kết hợp với Sansui 9090DB. Xin mời anh em cùng thưởng thức một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết. Đây là bộ hai thiết bị phối hợp rất ăn ý, phục vụ cho việc nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Một người đi với một người đi với nụ cười hát. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn đứng. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của mẫu loa Builder model CS99A. Cặp này mang không có ép bên. Đây là cặp loa rất được yêu chuộng trên thị trường, thương hiệu Builder đến từ Nhật. Loa sử dụng một bát 40cm màng giấy gân vải, hai loa chung, một mid low, một mid high, một loa chép kèn và phía trên cùng đó là hai loa super chép. Cặp loa được sản xuất vào những năm khoảng 1970 với trang trí thùng gỗ lạng và e căng bên ngoài bằng lưới mắt cáo, phong cách cổ điển rất đẹp. Đây là cặp loa rất được yêu chuộng trên thị trường, đặc biệt với anh em yêu thích nhạc vàng, nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Builder model CS99A, công suất 100W, trở kháng 8 ohm, loa của Nhật. Dòng này có độ nhạy lên đến 96 dB, độ nhạy rất cao. Thì Dung sẽ quay chi tiết để anh em ngắm nghía độ đẹp của sản phẩm này. Với mẫu loa này, anh em có thể phối ghép vào các dòng âm ly như Sansui 5000X, Sansui 8080, 9090, vân vân. Các tuyến loa đều màu zin vàng ươm rất đẹp. Đây là phần thùng gỗ lạng. Đây là tổng thể phía mặt sau. Loa này phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 50m2. Tiếng ngọt ngào, chi tiết, dây dứt, rất tuyệt vời. Cặp loa Builder model CS99A bản không có FB, thì Dũng cung cấp với mức giá 29,5. Và ngày hôm nay thì Dũng vừa ghép với chiếc âm ly Sansui model 9090DB. Đây là model rất nổi tiếng của thương hiệu Sansui đến từ Nhật. Máy thiết kế dạng receiver, mặt phay nhôm, có phần thu đài AM và FM, đèn radio, đèn VU,
tuyệt đẹp và gỗ zin theo máy. Chiếc này có công suất nguồn 435W, máy sử dụng 8 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho các dòng loa Beuner, các dòng loa Sansui, các dòng loa JBL. Đây là thông số kỹ thuật Sansui 9090DB, 435W, đang cầu điện hàng Tokyo ra băng. Chiếc ly này có sang ngang 44cm, chiều cao 18cm và chiều sâu là 40cm, trọng lượng là 23,5kg. Chiếc này tình trạng hàng bãi, đẹp, zin nguyên bản, mức giá 42,5. Máy tuyệt đẹp. Ở đây tôi còn chưa bắt ốc, chúng ta sẽ cùng ngắm nghía bên nội thất phía bên trong. Trước mắt anh em là phần nội thất của Sansui 9090DB. Chiếc máy này được sản xuất vào khoảng những năm 1972. Sassi còn sáng, các ốc còn sáng, rất đẹp, máy zin nguyên bản. Sansui 9090DB, tình trạng zin nguyên bản, hàng bãi, đẹp xuất sắc, mức giá 42,5. Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly nữa của thương hiệu Sansui. Đó là Sansui G9000. Đây là một model rất nổi tiếng, đàn anh của 9090DB. Chiếc này 4 đồng hồ, mặt phay nhôm sáng quắc, đầy đủ các tính năng cơ bản của một receiver cao cấp thời những năm 1975. Chiếc này có công suất nguồn 700W, máy có thể kêu chơi được hai cầu loa A và AB cộng. Chiếc ly Sansui G9000 đặc trị các dòng loa JBL, các dòng loa Beuner. Chiếc này có mức giá 53 triệu, tất cả zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Anh em quan tâm sản phẩm xin gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Rất mong phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.